Xin chào các bạn, iPhone 12, tất cả các phiên bản màu. Năm nay có một điều rất là lạ lùng đã xảy ra đối với Apple. Đó là các cái iPhone 12 mà người dùng nhận được, nó có màu thực tế không giống với màu mà Apple đăng trên website của họ. Cụ thể thực hư cái việc sai lệch màu này là như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi video trên tay tất cả phiên bản màu này của mình để rõ hơn. Trước khi bắt đầu video thì cảm ơn IT Shop đã cho mình mượn các cái iPhone này để làm bài. IT Shop hiện đang có đủ tất cả phiên bản iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Các bạn cần mua thì có thể bấm vào link tham khảo ở bên dưới. Mình sẽ bắt đầu với cái iPhone 12 màu xanh dương, màu blue. Cái màu mà gây ra nhiều tranh cãi nhất năm nay. Đó là bởi vì cái màu người dùng nhận được nó sáng hơn so với cái hình mà Apple cung cấp trên trang chủ của họ. Cái hình mà Apple cung cấp trên trang chủ á, thì khi mà mới nhìn vào, các bạn sẽ có cảm giác nó là màu xanh navy rất là đậm, rất là thẫm. Nhưng mà cái màu xanh khi chúng ta nhận được thực tế thì nó lại sáng hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình có một cái ly Yeti đúng màu navy luôn. Ở đó, khi các bạn để cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy là cái mức chênh lệch về màu sắc nó rất là lớn. Apple thì không nói cái màu xanh của họ là màu xanh navy, họ chỉ ghi đơn thuần là màu blue, cho nên chúng ta không thể trách họ là làm sai mã màu hay sao đó được. Nhưng rõ ràng là có sự khác biệt rất là lớn giữa cái hình trên trang chủ của họ với cái sản phẩm thực tế mà người dùng nhận được. Có một điểm nữa mà mình cảm thấy hơi lấn cấn tí xíu ở trên cái phiên bản màu xanh, đó là cái viền nhôm màu xanh này nó xanh rất là đậm và nó đậm hơn mặt lưng rất là nhiều, dẫn đến là khi các bạn xem cái iPhone mà các bạn ngay ở cái khúc chuyển giữa cái viền với cái mặt lưng, các bạn sẽ thấy có cái điều gì đó nó hơi lấn cấn, hơi khó chịu tí xíu. Và cái màu xanh mà Apple nhuộm cho cái phần nhôm này á, nó có phần cũng hơi dại dại nữa. Tóm lại là đây là cái màu mà được mình kỳ vọng nhiều nhất, mình thích nhất, cuối cùng lại là cái màu là mình thất vọng nhất. Trong cái bài trên trang kinh tế mình có đính kèm link ở dưới thì mình có những cái tấm ảnh chụp đúng màu nhất có thể đó, tụi mình cố gắng chụp đúng cái màu nhất có thể. Ở ngoài mắt thường nhìn sao thì tấm hình nó sẽ là như vậy, thì để giúp các bạn có thể là hình dung được chính xác cái màu của nó trước khi các bạn mua. Nhớ hãy xem bài nhé. Mình sẽ để con màu xanh qua một bên và tiếp tục đến cái màu cũng gây tranh cãi không kém, đó là màu đỏ. Cái màu đỏ năm nay á, nó cũng sai màu một tí xíu so với cái hình chụp của Apple. Đó là nó không đỏ hẳn mà nó lại hơi ngã qua màu san hô, màu coral một tí xíu, cam cam, hồng hồng kiểu vậy, chứ nó không đỏ rực, nó không đỏ cái màu đỏ đậm của các sản phẩm Red Product đó, truyền thống. Đây là cái tờ mã màu này, nó cũng làm cho cái màu giống với lại cái màu mà họ nhuộm lên trên cái mặt lưng luôn. Có thể một phần là do cái mặt lưng kính nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng đổ thừa cho kính thì sẽ không đúng đắn lắm. Nó thực sự là nó nhạt hơn. Đó, các bạn nhìn cái màu đỏ thẫm, có thể nhìn qua cái viền nhôm màu đỏ thẫm thì nhìn rất là rõ luôn. Và nó rất là giống với lại cái màu viền nhôm của cái phiên bản Apple Watch Series 6 đỏ năm nay. Đó. Nó có phần rất là tương đồng ha. Rất là tương đồng đó. Cái màu phần viền nhôm này thì nó cũng đậm hơn cái phần mặt lưng rất là nhiều. Góc chuyển khi mà các bạn nhìn giữa mặt lưng qua phần viền đó, các bạn sẽ thấy, không biết các bạn thấy sao, nhưng mà mình một lần nữa cảm thấy nó hơi khó chịu tí xíu, tại vì nó rực quá. Và cái màu đỏ nhuộm ở trên cái viền nhôm này nó cũng hơi dại dại nữa, rất là khó hiểu cho cái việc mà phối màu và chọn màu của cái viền nhôm trên phiên bản màu xanh và màu đỏ của Apple. Nếu mà bỏ qua cái phần viền này, hoặc phần viền này làm nhạt đi một tí, thì cái màu đỏ này thực sự là rất là đẹp. Nó không thực sự đỏ rực giống như các sản phẩm Red Product truyền thống của Apple, nhưng cái màu này nó cũng rất là đẹp. Nó nhã hơn tí xíu. Và điều đặc biệt hơn so với các iPhone khác, đó là sản phẩm Red Product thì nó có chữ Red Product đó, cách điệu ở dưới cũng được làm lấp lánh đó, giống với lại cái logo quả táo. Rất là đã ha. Nhìn mặt lưng rất là cưng luôn, nhưng mà nhìn qua cái viền thì hơi tụt mút tí xíu. Rồi, ok, tiếp theo là đến cái màu xanh mint. Màu xanh mint đã xuất hiện trên iPhone 11 năm ngoái, nhưng cái màu xanh mint năm nay nó rất là đẹp và nó mint hơn, nó xanh bạc hà hơn, nó green hơn so với màu xanh năm ngoái rất là nhiều. Đây là cũng là một trong những phiên bản màu mà mình cảm thấy rất là đã của iPhone 12 năm nay. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu xanh nó của mặt lưng á, nó pha trắng vào, nó nhạt và nó rất là đã đó. Nó có cái tông chuyển màu đã lắm. Đó, và cái phần viền là các bạn nhìn thấy cái phần viền trên cái con min này nó rất là nhạt. Nó không bị gắt giống như phiên bản màu xanh, không bị gắt giống như phiên bản màu đỏ.
nó đậm hơn mặt lưng nhưng nó thanh nhã vừa đủ, cho nên là các bạn nhìn cái độ chuyển giữa hai cái phần này nó không có, nó bị quá gắt, cho nên nhìn rất là thích mắt luôn. Đó, các bạn nhìn những cái mặt lưng này mình không biết diễn tả sao cho các bạn hiểu được cái vẻ đẹp mà nhã nhặn của nó khi mà nó lên cái màu này ở mặt lưng. Ở đây mình có một cái bình Yeti, nó cũng là màu min luôn. Đó, thì cái màu min của Yeti nó hơi rực hơn tí xíu, nhưng mà cả hai màu này thì đều là những mã màu rất là đẹp luôn, rất xuất sắc. Đó. Rồi, ở đây mình có cái iPhone 11 màu xanh min. Chúng ta tự gọi nó là màu xanh min thôi chứ Apple không có gọi nó là màu xanh min đâu. Và cái màu xanh min của iPhone 12 năm nay, các bạn thấy nó khác nhau hoàn toàn không? Trước khi mà có iPhone 12 màu này á, thì cái màu này rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. iPhone 12 ra cái màu này, cái tự nhiên thấy cái màu này nó dại dại lên. Thực sự là cái màu xanh min của iPhone 12 năm nay rất là đẹp luôn. Rất là trang nhã, rất là mịn màng, rất là mượt đó. Nếu mà bạn nữ nào chọn iPhone 12 màu xanh min năm nay thì xuất sắc luôn. Mình rất là ấn tượng với cái màu này. Không hiểu sao Apple có thể làm ra cái mã màu đẹp như vậy. Nhìn cái cũ là thấy chán liền luôn đó. Rồi, chúng ta sẽ qua cái màu tiếp theo, đó là màu trắng. Đây, mình sẽ để cái iPhone này qua một bên. Màu trắng năm nay cũng không phải là màu trắng, mà nó có phần hơi ngã qua màu hồng hồng, vàng vàng tí xíu. Nó giống như là các bạn chấm một giọt màu rose gold vào trong một màu trắng tinh, nó sẽ ra cái màu mặt lưng của thằng này, chứ nó không trắng hẳn nha các bạn. Nó không có ánh ngọc trai, hay là nó không có trắng toát, mà nó vẫn là trắng mịn, nhưng mà nó hơi ngã hồng, hơi ngã vàng, hơi đục đục một tí xíu. Nó nhìn rất là sang trọng, rất là đã. Và cái viền nó cũng hơi vàng một tí luôn. Đó, chứ nó không phải là viền nhôm trắng như trên các con iPhone 5, iPhone 5S mà chúng ta từng thấy đâu. Nó hơi vàng vàng một tí xíu. Màu này cũng xuất sắc luôn, màu này rất là đẹp. Rất là đẹp. Các bạn nhìn ở ngoài các bạn sẽ thấy cái sự trang nhã của cái màu này rất là đã luôn. Thực sự là cái màu này thì nó cũng trang nhã, nó cũng lịch sự. Nó là màu trắng mà. Nhưng mà nó sẽ có phần không đặc biệt bằng cái màu min mà mình vừa trên tay. Xíu nữa mình sẽ so hai con này cho bạn xem bên cạnh nhau. Màu này nó vẫn có những cái nét đặc biệt rất là riêng, nhưng mà không đặc biệt bằng thằng xanh min. Đó, và các bạn lưu ý nó không phải là màu trắng hẳn nha. Nó sẽ hơi vàng một tẹo. Đó. Cái viền nó đây, hơi ngã qua vàng vàng hồng hồng. Nó chỉ có như vậy thôi, và không có gì nhiều để nói. Và chúng ta sẽ đến với cái màu cuối cùng. Màu mà mình đánh giá là đẹp nhất năm nay, liền lạc nhất năm nay, an toàn nhất năm nay. Nếu như các bạn không muốn bị rủi ro thì các bạn hãy mua màu đen. Mình là fan trung thành của màu đen. Và năm nay màu đen cũng là cái màu mà Apple làm tốt nhất theo cá nhân mình. Mặt lưng đen. Nó đen nhưng mà nó không đen thui từ lùi, nó không đen sâu, mà nó có hơi phần đổ qua cái màu chè mè đen đó. Nếu mà bạn nào có ăn chè mè đen các bạn sẽ hiểu. Không phải chè đậu đen đâu nhé. Chè đậu đen là nó hơi ngã qua đỏ rồi, còn cái chè mè đen là nó đen và nó có độ mượt của cái mè mịn, cái mè xay, cái mè nấu nát ra. Thì cái mặt lưng này nó hơi hơi giống như vậy đó. Và cái viền nhôm đen thì các bạn thấy không, tuyệt vời luôn. Nhôm đen thui luôn, đen và liền lạc một cách rất là đã đó. Các bạn nhìn cái góc độ chuyển giữa cái mặt lưng qua cái cạnh này. Mặt lưng đen bóng qua viền nhôm đen, cộng với màn hình cũng đen, camera cũng đen, nó làm cho toàn bộ cái iPhone 12 đen nó là một cái khối liền lạc thống nhất đó. Không có tì vết, xuất sắc, xuất sắc luôn. Nó sẽ là cái màu an toàn nhất cho các bạn, không thể nào sai được. Cái màu đen năm nay, gặp mình là fan màu đen nữa. Đó, mọi thứ nhìn rất là sang trọng, rất là cao cấp. Nó không bị dại dại giống như cái màu viền của con xanh hay là con đỏ. Nếu là con trai thì chắc chắn là các bạn không thể dùng các màu trang nhã như là màu xanh min rồi. Các bạn có thể chọn màu trắng, nhưng mà màu trắng nó cũng hơi ngã vàng vàng hồng hồng tí xíu. Cho nên là manly nhất vẫn là màu đen. Đó. Thì không biết là anh em quay phim có giúp mình thể hiện được hết cái mức độ liền lạc và cái màu đen của cái viền nhôm, cũng như là cái đen mượt của cái phần lưng của con iPhone 12 này cho các bạn hay không. Hy vọng là sẽ làm được điều đó. Đó, rất là đẹp. Ok, vậy là xong. Mình đã trên tay tất cả các phiên bản màu của iPhone 12 cho các bạn xem.
rõ ràng là đã có sự khác biệt đáng kể giữa cái màu mà Apple đăng trên trang chủ của họ với cái màu sản phẩm thực tế, đặc biệt nghiêm trọng đối với màu xanh blue, màu xanh dương và màu đỏ đó. Cộng với cái viền mà nó có màu quá đậm, chênh lệch quá lớn so với cái mặt lưng, làm cho mình xem khi mà chuyển các góc độ nó hơi khó chịu một tí. Thì còn lại ba màu, màu trắng nè, màu xanh min và màu đen là ba màu thực sự xuất sắc, rất là đẹp. Anh em nghĩ sao về các cái màu này? Anh em thích màu nào nhất? Và anh em trông chờ cái màu nào nhất? Anh em có thể tham khảo ở trong cái bài mà tụi mình đã cố gắng có những tấm hình đúng màu nhất để anh em đưa ra bình luận và nhận xét và chia sẻ với tụi mình nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinhte.vn.